với chủ đề Sen tốt sắc Huế. Ngày hội Sen Huế năm 2023 diễn ra từ 23 đến 25 tháng 6 tại Hồ Tình Tâm giúp du khách trải nghiệm, cảm nhận những giá trị sen trong đời sống thường ngày. Lễ khai mạc ngày hội Sen Huế năm 2023 với chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, tôn vinh hình ảnh sen trắng cổ cung đình. Điểm nhấn của chương trình là phần ra mắt các bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Việt Bảo, thành phố Huế và nhà thiết kế Vũ Thảo Giang, thành phố Hà Nội lấy cảm hứng từ sen Huế ngày hội sen huế còn có nhiều hoạt động như chèo thuyền chụp ảnh tại hồ sen hướng dẫn phát trà sen và thưởng thức trà sen trình diễn hai món ẩm thực sen tại gian hàng tắc sâu ẩm thực sen huế cùng nhiều hoạt động trên đảo bồng lai và đảo phương trường hồ tịnh tâm